trời trở lạnh, nhiệt độ thấp khiến sức đề kháng cơ thể yếu kém và nhiều người có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm. Chính vì vậy, việc ăn uống đủ dưỡng chất giúp cơ thể nâng cao thể trạng, chống lại với thời tiết lạnh và bệnh tật. Sau đây hãy cùng Xuân Nông tìm hiểu một số thực phẩm tốt cho sức khỏe cần bổ sung vào mùa lạnh này nhé. Đầu tiên là thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa, có tác dụng làm tăng sức đề kháng, bảo vệ thành mạch và hỗ trợ hấp thu sắt, canxi. Khi thiếu vitamin C, da sẽ bị khô, dễ bị xuất huyết dưới da. Da dễ bị bầm tím khi va chạm nhẹ, chảy máu cam, chảy máu nướu răng, vết thương chậm lành. Chính vì vậy, để tăng cường khả năng miễn dịch, phòng tránh nguy cơ nhiễm virus do cảm lạnh, chúng ta cần tăng cường vitamin C. Thực phẩm giàu vitamin C là những thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật, đặc biệt gan và thận được xem là có nguồn vitamin C đáng kể. Trong hoa quả, nhất là cam, chanh, bưởi, quýt chứa rất nhiều vitamin C, giúp chống cảm cúm, cảm lạnh hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý vitamin C bị mất rất nhiều trong quá trình bảo quản, chế biến. Tiếp theo là các loại thực phẩm giàu vitamin D, là một loại vitamin khá đặc biệt so với những loại khác. Ngoài khả năng giúp xương chắc khỏe nhờ điều phối chuyển hóa canxi, vitamin D còn có vai trò đối với hệ miễn dịch. Theo đó, vitamin D giúp hấp thu canxi, tham gia điều hòa một số men, chức năng bài tiết, hệ miễn dịch. Những đối tượng trong diện có nguy cơ cao như là người cao tuổi, trẻ nhỏ rất cần bổ sung vitamin D. Thực phẩm giàu vitamin D có trong trứng, sữa, bơ, gan cá. Ngoài ra, nấm có một lượng lớn các chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin D. Nấm có khả năng giảm huyết áp, giúp giảm cân, kiểm soát bệnh đau nửa đầu và duy trì quá trình trao đổi chất. Cuối cùng đó chính là thực phẩm giàu canxi. Khi thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp rất dễ gây nên những cơn chuột rút ở chân. Để phòng tránh hiện tượng này, cần tăng cường các thực phẩm giàu canxi. Có thể bổ sung nguồn canxi trong các thực phẩm như sữa và các chế phẩm từ sữa tươi, sữa chua, phô mát, sữa đậu nành. Một số loại ngũ cốc và hạt đậu cũng có lượng canxi cao nhưng hấp thu kém hơn sữa. Canxi có thể tìm thấy trong thịt, cá, tôm, cua. Ngoài ra, để tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng thì cần ăn thức ăn ấm nóng, gia vị như tỏi, gừng, các loại rau mầm và uống đủ nước thì rất tốt cho cơ thể.